anh ra ngoài cho tôi. Ôi mẹ ơi, dọa tôi hết cả hồn. Làm gì vậy, cô ngủ ngoài ghế sofa. Hôm nay tôi ngủ ở đây. Có bản lĩnh thì anh vào bê tôi ra đi. Vào đi, vào đây nè. Cô gái say rượu này lần đầu tiên đến nhà người lạ, lại chiếm luôn cái giường của người ta. Ngày hôm sau lúc anh đi bàn chuyện làm ăn, vừa hay gặp bên đầu tư chính là bố của cô gái đó. Nhưng đột nhiên đối phương rút vốn, còn sỉ nhục anh đủ mọi chuyện. Anh ngơ ngác đi về nhà, phát hiện cô ta vẫn chưa đi, nên đã chùm cô lại, buộc thành một cục rồi thả vào trong bồn tắm. Nhưng sau đó lại sợ cô bị nghẹt thở, nên lại đi đến mở ra. Tôi đồng ý phối hợp với cô, trò chơi bắt cóc. Hóa ra cô gái đã chủ động đề nghị anh bắt cóc mình, để hợp tác lừa tiền bố cô. Sau đó hai người bắt đầu tập luyện, bao gồm cả việc sau này có thể bị cảnh sát thẩm vấn. Sau đó anh đưa cô đến một nhà kho cũ bỏ hoang, chụp ảnh ảnh cô bị bắt cóc, sau đó về nhà gửi email cho bố cô. Làm xong tất cả cô kéo anh đi chúc mừng, hợp tác vui vẻ, ngồi đợi thu tiền. Nhưng đang ăn thì đột nhiên cô bật khóc, nói bố từ nhỏ đã không quan tâm đến mình, chỉ thích chị cô là Thẩm Vân. Vu Hải cũng nói ra những điều bất hạnh về tuổi thơ của mình. Anh có một người bố suốt ngày say xỉn, động một chút là đánh mẹ. Trong một lần lôi kéo, bố đã ngã xuống tầng rồi chết. Sau khi hai người uống xong liền về nhà, cô gái uống rượu vào liền bắt đầu gây chuyện. Sau đó ôm lấy má anh nói, nếu như không có ai yêu, vậy thì phải có thật nhiều tiền. Nhưng email đã gửi được một ngày rồi, ông bố vẫn không trả lời. Anh ta quyết định đi tìm bố cô, muốn bàn chuyện đầu tư đàng hoàng, nhưng ông vẫn không đồng ý. Anh vừa định đi thì bị gọi lại. Chắc là anh biết, tôi còn có một đứa con gái, nó tên là Lộ Di. Tôi không biết thật, cô ấy xảy ra chuyện gì sao? Bình thường người ta sẽ hỏi tôi, tại sao ông họ Thẩm, nhưng con gái ông lại họ Lộ. Nhưng hình như anh quan tâm chuyện con bé xảy ra chuyện gì hơn. Anh có thể đi được rồi. Ngày hôm sau Lộ Di còn chủ động làm đồ ăn sáng cho anh. Ăn xong hai người vui vẻ chơi game. Sau mấy ngày ở cùng nhau, hình như Lộ Di đã động lòng với Vu Hải. Ngày hôm sau bố cô chuẩn bị 500 vạn tiền chuộc, rồi lái xe đến nơi được chỉ định. Người đàn ông đứng trên tầng giám sát hướng đi của Thẩm Huy. Vu Hải nói ông lái xe xoay mấy vòng. Sau khi lái xong mấy vòng, đột nhiên anh nói dừng giao dịch. Lộ Di tức giận hỏi Vu Hải, anh đang đùa người ta sao? Hóa ra anh chỉ xác nhận xem Thẩm Huy có báo cảnh sát hay không. Sau đó anh đưa Lộ Di về nhà cũ của mình, đợi lần giao dịch tiếp theo. Lộ Di giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Sau khi quay về anh còn mua hoa tặng cho Lộ Di. Sau khi cô nhìn thấy cực kỳ vui vẻ, nhưng anh lại nói dối là mua rau rồi được tặng. Buổi tối hai người tâm sự với nhau, đột nhiên Lộ Di hôn anh. Sau đêm hôm đó, hai người giống như một đôi tình nhân sống cùng nhau. Bố cô lại nhận được điện thoại, đưa tiền đi chuộc người. Một người ship hàng đến lấy tiền đi, sau đó đưa lên xe Lộ Di. Bố cô gọi điện nói tôi đã đưa tiền rồi, mau thả con gái tôi ngay. Biết tin đã nhận được tiền, Vu Hải gọi điện cho Lộ Di, nhưng cô lại tắt máy. Vậy buổi tối bố mẹ anh làm gì trên giường? Anh nghe thấy không? Xem như tôi chưa nói gì. Cô gái bị bắt cóc này không những không sợ, mà còn ở cùng nhau với tên bắt mình. Hóa ra cô đã thông đồng với anh hãy giả vờ bắt cóc mình, để hợp tác lừa tiền bố cô. Sau khi Vu Hải biết tin đã nhận được tiền, lập tức gọi điện cho Lộ Di, nhưng cô lại tắt máy. Lúc này nội tâm của anh cực kỳ khó chịu, đột nhiên có người gõ cửa. Vu Hải mở cửa ra thấy Lộ Di đã quay về. Anh hỏi cô tại sao lại tắt máy. Cô nói điện thoại mình hết pin. Sau đó họ bắt đầu chia tiền. Sau khi chia tiền xong, hai người lại diễn tập những câu hỏi cảnh sát sẽ hỏi đến. Anh hỏi cô tại sao lại bị bắt, rồi tại sao được thả vân vân. Nhưng đang hỏi thì Lộ Di lại thả thính. Rốt cuộc cô là ai? Là anh không muốn liên quan gì đến cô nữa. Em còn có thể quay về thăm anh không? Rõ ràng Lộ Di đã yêu anh mất rồi. Ngày hôm sau Vu Hải quay về công ty, mở tin tức trên máy tính, đột nhiên nhìn thấy tin Lộ Di đã chết, thi thể thì bị vứt ở nơi hoang vắng. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này bố Lộ Di cũng bị ác mộng làm tỉnh giấc. Vu Hải hack máy tính của Thẩm Huy, nhìn thấy ảnh của Lộ Di và chị gái Thẩm Vân. Anh nhớ lại những khoảnh khắc ở bên cạnh Lộ Di, quyết định đi điều tra sự thật. Sau khi Thẩm Huy tỉnh dậy, mở tủ lạnh ra, người nằm bên trong mới là Lộ Di thật. Người vứt thi thể là ông bố Thẩm Huy, còn cô là Thẩm Vân, chị gái của Lộ Di. Ông bố bảo Thẩm Vân cố gắng quên đi chuyện này. Lúc này Vu Hải cũng đã điều tra ra được Lộ Di là giả, nhưng mọi chứng cứ của bên cảnh sát đều chỉ về anh. Hóa ra tất cả đều do Thẩm Huy lên kế hoạch. Vu Hải hẹn Thẩm Huy ra ngoài gặp mặt, ông mới chính là cao thủ của trò chơi này. Anh hỏi ông ta tại sao lại cùng Thẩm Vân lên kế hoạch với mình. Thẩm Huy nói anh chỉ là ngẫu nhiên bị cuốn vào kế hoạch mà thôi. Bởi vì ngày hôm đó lúc Thẩm Vân chạy ra khỏi nhà, vừa hay gặp được cậu, nên đã lừa cậu là bỏ nhà ra đi, sau đó vào ở nhà cậu. Vu Hải nói Lộ Di là bị hai người giết chết đúng không? Ông không sợ tôi báo cảnh sát sao? Thẩm Huy nói không có ai có thể chứng minh lời anh nói. Vu Hải nói nếu như Thẩm Vân có thể làm chứng thì sao? Trẻ con, chẳng lẽ cậu nghĩ Thẩm Vân yêu cậu thật sao? Những thứ đó đều là giả hết, bao gồm cả chuyện Thẩm Vân lên giường cùng tôi, đều là do ông sắp xếp sao? Thẩm Huy bắt đầu cảm thấy do dự, nhất định phải để Vu Hải làm người chịu tội, không thể quay đầu được nữa rồi. Con không muốn để anh ấy ngồi tù, con yêu anh ấy mất rồi.
Vu Hải nói mình muốn gặp Thẩm Vân, sau đó tự thú hay bỏ trốn đều không liên quan đến họ. Thẩm Huy đồng ý. Đột nhiên Thẩm Vân tỉnh dậy, cầm lấy đồ chơi Vu Hải tặng cho mình. Nghe thấy tiếng bố quay về, cô vội vàng giấu nó đi. Bố, cậu ta nói với bố muốn gặp con một lần. Cô gái đang xô xát với em gái, nhưng em gái trượt chân vô tình ngã chết. Sau khi ông bố quay về nhìn thấy, đã bảo Thẩm Vân mặc đồ của em gái Lộ Di bỏ chạy, còn nói với cô từ nay về sau cô tên là Lộ Di. Sau đó ông xử lý hiện trường, nhưng cô vừa trèo tường nhảy ra thì gặp được một người đàn ông. Cô hoảng sợ gọi điện cho bố. Ông bố nói nếu như anh ta nhìn thấy con, vậy thì phải tìm cách giữ lấy anh ta đã. Vì vậy cô đã nói với anh mình tên Lộ Di, cãi nhau với chị nên đã bỏ nhà ra đi. Sau đó còn vào nhà anh ở một đêm, bởi vì bố cô và Vu Hải có hợp tác trong công việc. Ông biết anh ta rất thiếu tiền, nên đã bảo con gái giả vờ để anh ta bắt cóc, cùng nhau hợp tác lừa tiền bố. Sau đó hai bố con họ trong ứng ngoài hợp, cùng nhau đào bẫy lừa gạt anh, tạo chứng cứ Vu Hải bắt cóc Lộ Di rồi đòi tiền. Sau đó ông ta lên núi vứt thi thể Lộ Di, rồi báo cảnh sát con gái Lộ Di của mình mất tích. Phía cảnh sát đi đến điều tra hiện trường, những manh mối điều tra đều chỉ về Vu Hải. Nhưng điều khiến Thẩm Vân không ngờ được là, sau khi ở cùng nhau mấy ngày, cô đã yêu anh mất rồi. Ngày hôm nay Vu Hải bệnh viện thăm người mẹ đang điều trị ở bệnh viện. Nhìn thấy người phụ nữ đứng ở phía xa, tôi nên gọi cô là gì? Thẩm Vân, chị gái của Lộ Di. Cô và Thẩm Huy đã bày ra chuyện này đúng không? Thẩm Vân lấy ra máy ghi âm đưa cho Vu Hải, bên trong có lời khai cô giải thích về sự thật, có thể giúp anh thoát khỏi nghi ngờ. Sau khi về nhà, Thẩm Vân nói xin lỗi bố, nhưng ông không hiểu tại sao con gái lại nói vậy. Ngày hôm sau cô đến đồn cảnh sát để tự thú. Đột nhiên, Vu Hải đi đến ôm lấy cô, đừng làm phiền đồng chí cảnh sát nữa, chúng ta về nhà đi. Sau đó anh đưa cô về nhà, Thẩm Huy không thấy con gái đâu, không ngừng gọi điện cho cô. Vu Hải nghe mấy nói ông đến đón người. Sau khi Thẩm Huy đến, tức giận hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì. Vu Hải đưa đoạn ghi âm có thể giúp mình trốn tội cho ông. Sau khi ông nghe được nội dung liền hiểu ra mọi chuyện. Cho dù tôi bỏ trốn hay là tự thú, đều không liên quan đến mấy người. Ngày hôm sau hai bố con họ tổ chức tang lễ cho Lộ Di. Cảnh sát nói muốn nói chuyện riêng với Thẩm Vân. Sau đó họ hỏi rất nhiều, nhưng cô đều trả lời rất suôn sẻ. Nói khoảng thời gian đó mình đi du lịch, còn đưa ảnh cho cảnh sát xem. Cảnh sát không hỏi được gì cả. Đội trưởng nói với đồng đội, cô không phát hiện lời cô ấy nói giống y hệt với lần trước sao? Không thiếu một chữ nào, đây mới chính là vấn đề. Nhưng cuối cùng Thẩm Vân vẫn không thể che giấu được quá khứ, nên cô đã viết một bức thư tạm biệt Vu Hải, chuẩn bị tự kết liễu bản thân bảo hộ anh. Sau khi cảnh sát đi đến liền đưa cô đến bệnh viện. Vu Hải bất chấp tất cả đi đến bệnh viện, nhưng lại bị cảnh sát bắt lại. Anh nói với cảnh sát mình muốn tự thú. Hai người đồng thời bị đưa đến hai nơi khác nhau để thẩm vấn. Cùng một câu hỏi, nhưng hai người lại nói hoàn toàn khác nhau. Ai cũng nhận tội về mình, nhưng cảnh sát đã kết hợp tất cả chứng cứ, đã kết luận ra được sự thật. Cuối cùng họ đều không thoát được pháp luật. Bố của Thẩm Vân là Thẩm Huy, cũng bởi vì từng lăn lộn trong giới xã hội đen, nên đã bị đại ca trước đây đến báo thù, rồi đâm ông ta chết. Lúc sắp chết ông nhớ lại lúc mình và đại ca gây án. Nhìn thấy trong tủ đồ có một đứa bé gái, ông không nhẫn tâm, nên đã lén đưa cô bé về nuôi dưỡng, đặt tên cho cô là Thẩm Vân. Còn Lộ Di mới chính là con gái ruột của ông.